Đấy, xin chào các bác nhé. Hôm nay thì thực ra là khá lâu rồi thì là mình ít đăng về những cái cây thạch, hay người ta còn gọi là cái cây sương sáo ấy. Đó, ít đăng thôi. Bởi vì là em đi tìm mái mà những cái thạch nó chất lượng thì tìm hơi khó đấy, các bác ạ. Do vậy đấy, để tìm được một cái nguồn ấy, cái cây thạch tốt để cho các bác làm ấy. Đấy, làm được mà nó phải chất lượng cơ thì là đi tìm hơi khó. Mà hôm nay thì em đã tức là người ta giới thiệu như này như nọ, trong đó mình phải trực tiếp lên đây mình kiểm tra xem là cây thạch khô ấy, hay người ta còn gọi cái xương sáo khô ấy, thì nó phải đạt chất lượng như thế nào. Mình kiểm tra này, mình xem này, đấy, bằng mắt thường này và bằng cách kiểm tra bằng những cái kinh nghiệm của mình ấy, thì mình mới dám gọi là nhận lời với các bác là có cái thạch tốt mà lấy cho các bác được. Còn chứ thực ra ấy, trước kia ấy, cũng nhiều bác hỏi rằng là cái thạch ấy, để mà lấy về làm, nhưng mà em cũng chưa dám nhận lời bởi vì em chưa tìm được cái nguồn tốt ấy. Có rất nhiều kho, nói thật các bác là cái kho người ta làm cái kho rất là nhiều luôn, bát ngàn luôn, nhưng mà khi mà tìm được cái một cái thạch tốt để mà làm thì hơi khó. Đấy, một đống thì khi mà các bác đi tìm, người ta mua với dân một đống như này thôi, nhưng mà khi mang về người ta phải lựa chọn ra thì cũng chỉ được tầm 30-40% loại tốt thôi để cho các bác để làm. Mà đặc biệt là cái thạch này ấy, như hôm nay em đi em tìm được, là em đã kiểm tra và em xem, và từ cái mắt thường lẫn cả những cái kinh nghiệm của mình ấy, thì mình đã dám khẳng định rằng là cái thạch ở đây rất là tốt và đạt chất lượng luôn. Mình nói thật là đạt chất lượng luôn đó. Bây giờ ở đây là có cả một cái kho cũng có vài tấn luôn, nói thật là vài tấn, nhưng mà mình chắc là cũng phải lựa chọn được là khá cái thạch nương. Cái thạch nương ấy, người ta gọi là thạch người ta trồng ở trên nương, và những cái nương không phải là nương nào nó cũng thành đâu các bác ơi. Nương mà người ta gọi là nương phát mới, khi mà bắt đầu là mới tinh, tức là thì nó mới có rất nhiều chất. Người ta cũng không bón những cái đạm này, không bón những cái lân này. Đó, thì để tự nhiên này, khi cái cây thạch nó đủ tuổi, đấy đủ tuổi thì nó mới được chất. Và hôm nay thì ở đây này, những cái thạch này nó mới là gọi là đạt chất lượng này. Hơi tối tí nhưng mà nhìn đây này, thấy chưa, nó phải đen óng như này. Cái cây thạch lá của nó nhìn như này thôi. Đó, nhìn này, đen óng này. Cây nó rất là tốt luôn, rất là tốt. Mà mình cũng đã kiểm tra rồi, độ chất nhớt nhé. Tí nữa mình mang ra ngoài mình để kiểm tra và độ chất nhớt của nó để cho các bác xem nhé. Đấy, mình quay qua một lượt đấy. Đây này, nhiều lắm. Còn nhá, bác nào mà còn có nhảy cây thạch đây này, thấy chưa, các bác nhìn này, này. Cái loại này ấy, khi mà chúng ta làm ấy, đảm bảo được rất nhiều gọi là cái chất thạch chứ. Chất thạch chứ thì nó nhiều nhé. Thế bây giờ là nhìn về mắt thường là như thế này rồi. Và bây giờ là cái kinh nghiệm thứ hai ấy, mình phải kiểm tra bằng cách là chúng ta lấy cái lá của cái cây này mang ra ngoài, sau đó mình kiểm tra bằng cái nước bình thường thôi. Đấy, nước xong mình vo để xem nhé các bác. Theo em để kiểm tra xem là cái độ nhớt của cái cây này nó như thế nào nhé. Đấy, bây giờ mình chỉ cần cầm một ít như này nhé các bác này. Đó, mình cầm một ít như này thôi, cái lá thạch ấy. Đây là công đoạn là mình kiểm tra xem là nó có chất nhớt không. Đấy, chất nhớt này này. Khi mà bắt đầu mình vo như này này, đó, cảm giác là nó ra rất là nhiều nhớt luôn thì nó mới gọi là có chất các bác ạ. Chứ khi mà các bác đi lấy cây thạch nhé, mình mắt thường là mình nhìn như này cái. Đó, bây giờ mình kiểm tra này, đấy, thấy chưa, nhớt rất là nhiều luôn thì nó mới đạt được. Đó, nhớt này, thấy chưa, nó ra hết cả cái tay luôn đấy. Đó, này, thấy chưa, cái chất 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 nhờn của nó ra đây này, thấy chưa. Đó, khi mình bóp mà
Còn nếu như mà nó cảm giác các bác là nhìn ấy, cảm giác là nó khô ấy, nó khô khổng khộc ấy, mà cái này nó cảm giác là nó không mềm nhé, không mềm thì cái đấy là không có chất. Đó. Đây này, cái này thì nó nhún đây này, bây giờ bắt đầu bóp này, thấy chưa, cái nước nó ra luôn. Mặc dù là cái này là nước của mình, nước nó nước nguội thôi, nước nó không đấy lắm, nhưng mà nó là ra được chất như này là rất là nhiều luôn, nhiều chất luôn đó. Kiểm tra cái công đoạn này là công đoạn rất là quan trọng nhé các bác nhé. Đấy, thấy chưa, cứ như này là bây giờ này, đấy này, cảm giác này, thấy chưa, rất là trơn. Đó. Đây là cái công đoạn mà khi mà chúng ta kiểm tra sau đó là thì chúng ta mới đến quyết định chúng ta mua đó, và để đi làm nhé. Đó, đây mình đã kiểm tra xong rồi, kiểm tra xong chất nhất của nó rất là nhiều luôn. Mình cũng có thể là đưa cho khách hàng được, khách hàng được rồi, bởi vì là trong cái quá trình mình đi lấy, mình phải kiểm tra bằng mắt thường, sau đó là kiểm tra bằng xem cây như thế nào, và cái công đoạn thứ hai là mình xem độ nhớt nó ra sao. Đấy, nó ngửi nhé, rất là thơm luôn các bạn, ngửi thơm lắm, thơm cực kỳ luôn. Còn cái loại mà nó không có cái chất ấy, nó không thơm đâu các bạn, không thơm. Và đặc biệt là cái việc mà chúng ta gần kỹ càng hơn ấy, là các bác lại phải làm trực tiếp luôn để xem là nó ra thành phẩm như thế nào. Đấy. Tuy nhiên ở đây là mình cũng chỉ cần gọi là kiểm tra bằng cái việc là mình độ nhớt này, độ cây đẹp như thế nào rồi. Thì đây là cái công đoạn gọi là gần cuối cùng rồi. Nói chung là như này là tốt rồi đối với cái cây này. Đó. Và nếu mà cái việc mà chúng ta đi lựa chọn, có nhiều người ấy, mà là có rất nhiều kinh nghiệm mà chọn cho cái cây nó tốt, nhưng mà thực ra ấy, các bác ạ, có nhiều người bảo thế thôi nhưng mà cũng không phải là chuẩn lắm. Đấy, đâm ra là chúng ta ấy, nên theo những cái cách mình vừa chỉ bảo, vừa hướng dẫn các bác, thì các bác cứ như thế mà làm thì chắc chắn là các bác sẽ lấy được cái loại cây xương sáo, hoặc người ta gọi là cây thầy đen ấy, tốt. Có một cái việc nữa, tức là tại sao có rất nhiều bác bảo là nó đen như thế, có vẻ phẩm màu không? Không phải đâu các bác, cái cây này thì nó đã là có màu đen rồi. Đấy, có màu đen óng rồi, óng đẹp cơ, chứ không phải là phẩm màu đâu. Đấy là cái đi lựa chọn cái cây thạch đen hay còn là cây xương sáo để mà đưa cho khách hàng. Đấy là cả một cái quá trình mà mình đi. Trước kia mình cũng đã nói các bác rồi, mình cũng chưa nhận để gọi là đưa cho khách hàng hay là đưa cho các bác ấy. Nhưng mà hôm nay là mình tìm được cái nguồn gọi là rất là tốt luôn, tâm ra mình mới dám đưa cho các bác đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video clip lần sau.